Một số người dân ở Thái Bình cho hay, họ thấy vui như đã trừ được một mối họa khi công an khởi tố, bắt giam cặp vợ chồng đại gia Dương Đường. Sáng 11 tháng 4, Công an tỉnh Thái Bình phát đi thông báo chính thức đã bắt giữ Nguyễn Xuân Đường sinh năm 1971, tức Đường, Nhuệ, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình khi bị can đang lẩn trốn tại khu vực xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Nhiều người từng bị vợ chồng Dương Đường đe dọa. Anh H.T.D. 27 tuổi, sống tại thành phố Thái Bình cho biết những ngày qua được theo dõi, được nghe thông tin cơ quan điều tra bắt giữ cặp vợ chồng Dương, Đường, anh cảm thấy vui mừng. Coi như trừ được một cái họa trên địa bàn, hai vợ chồng này xưa nay rất máu mặt trong giới, xã hội đen ở tỉnh từng đe dọa đánh đập rất nhiều người. Tôi biết vậy nên tránh voi trả xấu mặt nào, anh Đờ nói. Một số người tại Thái Bình cũng tố cáo ông Đường hoạt động tín dụng đen, có hành vi đánh đập phá hoại tài sản của họ nhưng không bị xử lý. Trong số này, anh Nguyễn Văn Hát, 31 tuổi, cho biết bố mẹ anh là ông bà Nguyễn Văn L. Phạm Thị Quy từng vay hơn 1,7 tỷ đồng của Nguyễn Xuân Đường, hợp đồng không ghi lãi suất và thời hạn trả nợ nhưng thực tế các bên thỏa thuận trả lãi 2.000 đồng trên triệu tên một ngày. Sau đó, ông L và bà Quy vẫn đang trả nợ nhưng ông Đường yêu cầu phải ủy quyền hoặc bán lại nhà xưởng công ty L. Quy cho mình giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Do không được đồng ý, ngày 4 tháng 10 năm 2017, ông Đường cho người tới nhà xưởng đe dọa đuổi người trông coi ra ngoài và ở lại đó đến ngày 19 tháng 10 năm 2017. Quá trình này, các đối tượng đập phá đồ đạc gồm cả bàn thờ trong công ty đồng thời liên tục đe dọa gặp ông L, ở đâu sẽ giết tại chỗ đó. Anh Hát nói cũng giữ ghi âm thể hiện nội dung ông Đường nói với bố mình có nội dung, với một thằng nghiện chỉ vì một tép thuốc thôi nó có thể giết người. Mày lên công an mày khai báo mày nợ á, xong cái kiểu như những con nợ khác á, mày nhầm rồi, tao là Đường. Tao sẽ hy sinh một thằng đàn em tao, tao nuôi trong tù. Bố mày chơi nhiều thằng chết chứ không phải mình mày chết đâu, hiểu không? Theo anh Hát, suốt thời gian ông Đường cho người chiếm giữ công ty, bố mẹ anh nhiều lần tố cáo vụ việc đồng thời xin được bảo vệ tính mạng cho mình. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng, đoạn ghi âm trên chưa đủ căn cứ để xử lý ông Đường về hành vi đe dọa giết người.